Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, tin vui, lần đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa phát biểu trước Liên Hiệp Quốc với mong muốn Liên Hiệp Quốc tiếp tục hỗ trợ xây dựng, phát triển đất nước. Còn tại quê nhà thì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lập lại cách mạng quân giải phóng miền Nam để đối lập lại Việt Nam Cộng Hòa như trước năm 1975, vẫn mang lá cờ xanh đỏ nhằm tái hiện lại lịch sử. Sau bài phát biểu chấn động này, lập tức nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ 3. Sau khi Tập Cận Bình tuyên bố cấm tàu thuyền đi vào Biển Đông sẽ phải xin phép Trung Quốc, mục đích kiềm tỏa Việt Nam Cộng Hòa không phát triển miền Nam trở lại để mở rộng kiểm soát Biển Đông. Hôm nay, ngày 6 tháng 7, tại New York, theo thông lệ, sau khi trình quốc thư ủy nhiệm của Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Antony Guterres, đại sứ Trần Thanh Phương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hợp Quốc, đã gặp chào xã giao Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, Abdullah Sahid. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tại cuộc gặp, Chủ tịch Đại hội đồng đánh giá cao vai trò trách nhiệm tích cực của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong thời gian đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2022-2023. Chủ tịch Đại hội đồng chia sẻ những ưu tiên sẽ thúc đẩy trong thời gian tới, trong đó có một số thảo luận cấp cao về xúc tiến du lịch biển, bảo vệ môi trường biển, đất liền và các phiên tham vấn về báo cáo chương trình nghị sự chung của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Abdullah Sahid mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam Cộng Hòa đối với các sự kiện trên khu vực biển, cũng như tầm ảnh hưởng ASEAN, cũng như các hoạt động của Liên Hợp Quốc nói chung. Tại Việt Nam Cộng Hòa, đại sứ Trần Thanh Phương khẳng định Việt Nam Cộng Hòa luôn là đối tác tin cậy, trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và bày tỏ sẵn sàng phối hợp tích cực trong việc triển khai lực lượng bảo vệ Biển Đông trước Trung Quốc. Thực hiện các ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng Bảo an, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cảm ơn Chủ tịch Abdullah Sahid đã ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2021-2023, cũng như các hoạt động tại Đại hội đồng khóa 76. Đại sứ cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy sự tham gia và đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam Cộng Hòa trong công việc chung của cộng đồng quốc tế đã gửi vũ khí 2370 tên lửa đến Ukraine, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa tái thiết lại đất nước miền Nam do Cộng sản cưỡng chiếm, mở lại Hiệp định Paris năm 1973, lập lại trật tự trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế. Trong khi trong nước, dưới sự phản ứng dữ dội của Hà Nội, họ tổ chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương mở lại mặt trận giải phóng miền Nam nhằm cản trở Liên Hiệp Quốc mở lại Hiệp định Paris năm 1973. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương mặt trận giải phóng miền Nam. Sáng ngày 6 tháng 7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị nhằm dằn mặt Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tái lập mặt trận giải phóng miền Nam. Theo kế hoạch hội nghị, trong thời gian một ngày, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng khác. Sau khi kết thúc phát biểu tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng như tại Hà Nội, Trung Quốc tuyên bố cấm tàu thuyền Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Việt Nam đi vào Biển Đông sẽ phải xin phép Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài Biển Đông lại tiếp tục dậy sóng và tình hình căng thẳng đã được đẩy lên một cấp độ mới khi vào ngày hôm qua, ngày 6 tháng 7, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã huy động một lực lượng lớn hạm đội tàu tấn công không người lái dưới mặt nước
trong đó có 3 tàu do thám cảm tử của hai đội cảm tử XQ điều khiển cùng phi đội máy bay không người lái gồm 23 chiếc tấn công tiêu diệt và tàu tấn công đổ bộ hiện đại nhất của Trung Quốc và 3 tàu dầu hậu cần của quân đội nước này tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Diễn biến của cuộc tấn công đầy ngoạn mục nhất từ trước tới nay của Hải quân Việt Nam đang làm chấn động dư luận quốc tế này ra sao? Đây cũng là những nội dung mà ban biên tập chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị trong chương trình Thời sự ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, sau sự kiện cách đây hơn một tuần, tờ báo China Morning Post đưa tin rằng quân đội Trung Quốc đã đưa ra vào biên chế tàu ngầm đổ bộ Steep 075 đầu tiên của mình và tàu đã được triển khai trên Biển Đông nhằm ngăn chặn hạm đội Mỹ Golden Dragon cập cảng Đà Nẵng, khiến cho các nhà quan sát quân sự của con tàu mang tên Golden Dragon này có thể được triển khai trong các sứ mệnh xung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và nó có khả năng gây ra lo ngại đặc biệt cho những quốc gia có vấn đề liên quan đến chủ quyền với Trung Quốc do khả năng tấn công của con tàu trên như Philippines, Malaysia, Indo hay Việt Nam Cộng Hòa. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày hôm qua, 6 tháng 7, cũng từng đưa tin con tàu trên đã được đưa vào hoạt động hôm ngày 4 tháng 7 tại một buổi lễ có cả sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một căn cứ hải quân ở Tam Á, thủ phủ tỉnh Hải Nam. Cùng với tàu khu trục Steep 055 đại diện và Long March 18, một tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo DF-1 và DF-2 Steep 075, có thể chở 30 máy bay trực thăng và hàng trăm binh sĩ. Đây là tàu tấn công đổ bộ lớn nhất của Trung Quốc với lượng choáng nước tính gần 40.000 tấn. Trung Quốc đã chế tạo thêm nhiều chiếc Steep 075 như một phần của chương trình hiện đại hóa quân sự sâu rộng của nước này. Con tàu cũng có thể chở được nhiều loại trực thăng khác nhau, kể cả máy bay săn ngầm trực thăng cảnh báo sớm. Tàu được biên chế cho hạm đội Nam Hải thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Nam. Điều đó có nghĩa là nó không chỉ chịu trách nhiệm chính và Biển Đông cũng sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ xung quanh đảo Đài Loan và các nhiệm vụ khác. Nhưng có lẽ nó sẽ chủ yếu phục vụ các kế hoạch ở Biển Đông trong âm mưu thôn tính tất cả các đảo còn lại tại Trường Sa do Việt Nam và các nước khác đang kiểm soát như Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Giới quan sát và chuyên gia quân sự quốc tế còn nhận định Steep 075 còn có thể đóng vai trò chiến lược quan trọng hơn nữa ở Biển Đông khi nhằm đối phó với cả Mỹ và các nước đồng minh của nước này. Trước đó Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông nhằm thực hiện việc biến chủ quyền đường lưỡi bò chính đoạn bất hợp pháp của mình thành hiện thực, việc triển khai tàu tấn công đổ bộ tiên tiến nhất của quân xâm lược Trung Quốc, được dư luận coi như là một thông điệp về sức mạnh quân sự và lời đe dọa của Trung Quốc gửi tới các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn và đập tan mưu toan độc chiếm Biển Đông, cũng như muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ và cứng rắn trước bất kỳ sự gây hấn xâm lược từ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của mình với sự quyết đoán và mạnh mẽ, sau khi nhận được sự hậu thuẫn và ủng hộ ngầm từ Hoa Kỳ, đặc biệt là từ hạm đội Golden Dragon do tướng Lâm Sĩ Quý chỉ thị Hải quân Việt Nam, đã mở chiến dịch cá voi đại dương với sự tham gia của 15 tàu ngầm thuộc hạm đội tàu tấn công dưới mặt nước, trong đó có 3 tàu ngầm của hải đội Phạm Tử Ít Kiêu do Tế Nam Quang, Vân Ngọc Chu và Nguyễn Xuân Nam điều khiển, cùng với 21 máy bay UAV không người lái bên trong chứa đầy chất nổ cực mạnh và bom. Thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, thuộc khoảng 6 giờ tối hôm qua, tàu tấn công đổ bộ Steep 075 cùng 2 tàu hải cảnh hộ tống, 3 tàu dầu đang trên đường hành trình từ Hải Nam về Hoàng Sa, địa điểm được cho là Trung Quốc đang có một kho chứa dầu nổ cực lớn nhằm cung cấp cho các hoạt động quân sự và chuẩn bị hỗ trợ cho việc thôn tính Trường Sa. Trong khi lượng quân đội hiện diện tại quần đảo này thì tổ chức tiến công vào Đà Nẵng để làm chi phối và suy yếu sức mạnh quân sự của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng như Cộng sản Bắc Việt, cũng như tạo áp lực lên quốc tế và giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong việc phải nhượng bộ và chấp nhận sự thật về sự khẳng định chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Dựa vào các nguồn tin từ mạng lưới tình báo Việt Nam đã biết được hành trình của đoàn tàu trên và từ quân cảng Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã điều hạm đội tàu chiến mặt nước và 21 UAV không người lái tổ chức tấn công quân Trung Quốc trong chiến dịch cá voi đại dương.
sau khi còn cách mục tiêu chừng 9 km. Trong số 21 UAV không người lái bị phát hiện, cho dù kỹ thuật quấy nhiễu và tác chiến điện tử đã khiến cho 6 chiếc khác qua mặt được hệ thống radar và phòng thủ trên không các con tàu Trung Quốc, trong lúc 6 chiếc UAV bị phía Trung Quốc bắn rơi và bị biến thành những quả cầu lửa làm sáng lực bầu trời đêm, kèm theo những tiếng động cực lớn, thì 6 chiếc còn lại đã đâm đầu lao xuống các mục tiêu hay tàu dầu, và 2 tàu hải cảnh đã trở thành nạn nhân trong cuộc tấn công trên. Khi bị trúng bom và chất nổ, nổ tung bốc cháy dữ dội, khói lửa từ 2 tấn dầu cùng cuộn bốc lên trong không trung, khiến cho bầu trời đen kịt và các con tàu trên đã chìm dần xuống biển khơi. Lúc này ở dưới mặt nước, các tàu của hạm đội dưới nước trong hành trình tiếp cận mục tiêu cũng đã bị 2 tàu ngầm có người lái của Trung Quốc phát hiện. Sau khi để 12 chiếc tàu ngầm không người lái tổ chức chống cự lại các đợt tấn công của tàu ngầm Trung Quốc và thực hiện bủa vây đánh lạc hướng, thì 3 chiếc do thám cảm tử quân điều khiển thuộc hạm đội cảm tử XQ đã tìm cách tiếp cận một tàu dầu và một tàu đổ bộ còn lại để tấn công khi chỉ còn cách mục tiêu vài trăm mét vuông. 2 cảm tử tăng tốc lao thẳng vào tàu đổ bộ tấn công Steve 075 của Trung Quốc. Chiếc còn lại cũng với vận tốc cực lớn, với cả 3 chiếc bên trong chứa đầy bom và ngư lôi, gây ra những vụ nổ long trời lở đất và tiếp tục biến 3 con tàu trên thành những quả cầu lửa trên biển, làm gãy thành nhiều đoạn, bốc cháy dữ dội và chìm sâu xuống biển, mang theo tổng cộng gần 320 binh sĩ và sĩ quan trên 6 con tàu trên làm mồi cho cá mập nhân ngày lễ Quốc khánh Mỹ vừa qua. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Nga tấn công phủ đầu, chặn mũi tập kích của Ukraine ở Kherson. Nga công bố đoạn video cho thấy nước này đã tấn công phủ đầu vào các binh sĩ và khí tài của Ukraine, chặn một cuộc tập kích của Kiev ở Kherson. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 7 đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng Moscow triển khai ở khu vực sông Dnieper, phá hủy thiết bị quân sự và loại bỏ các binh sĩ của Ukraine khỏi vòng chiến đấu. Theo phía Nga, cuộc tấn công phủ đầu này đã ngăn chặn Ukraine đột kích vào Kherson. Nga nói rằng trong cuộc phản công kéo dài một tháng qua của Ukraine, Kiev chưa thể đạt được các mục tiêu ở mọi hướng tấn công dọc theo tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Ukraine thừa nhận việc xuyên qua phòng tuyến kiên cố của Nga không phải nhiệm vụ đơn giản, nhưng nhấn mạnh phản công đang ở giai đoạn đầu và Kiev chưa tiến hành trận đánh lớn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, Nga đang gia tăng cảnh giác với kịch bản Ukraine có thể vượt sông Dnieper thành công để di chuyển sang bờ trái do Moscow kiểm soát. Chuyên gia nhận định nếu Ukraine vượt sông thành công, họ có thể tạo ra thế đột phá và mang tới bước ngoặt cho chiến dịch phản công của Kiev. Sergei Sumlani, chuyên gia tại Trung tâm Sáng kiến Khả năng Phục hồi Châu Á Đức, nói với Newsweek, nếu người Ukraine thành công trong việc thiết lập sự hiện diện của họ ở bờ trái sông Dnieper, điều này sẽ thay đổi đáng kể tình hình trong cuộc chiến với Nga. Ông Sulani nói rằng, nếu vượt sông thành công, các lực lượng Ukraine có thể tiến về phía nam từ Kherson, về phía Crimea, nơi Kiev có thể tiếp tục tiến về phía Bajajan. Nếu kịch bản này xảy ra, lực lượng Nga triển khai giữa Crimea và Bajajan có thể sẽ kẹt lại ở khu vực không có bất kỳ nguồn cung cấp đạn dược nào hoặc cơ hội sơ tán những người bị thương, ông nói. Tháng trước, Nga ghi nhận Ukraine đã dựng các chốt vượt sông bằng cầu phao giả chiến nhằm nhanh chóng đổ bộ sang tuyến phòng thủ của Nga. Sự xuất hiện của các cầu phao này đã gây ra một mối đe dọa nhất định. Tuy nhiên, các chỉ huy quân đội Nga khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Theo Sputnik, trong những ngày qua, Nga tăng cường tấn công phủ đầu ngăn chặn các cuộc tập kích của Ukraine ở Kherson, đồng thời phá hủy các vũ khí, khí tài quân sự của đối phương như xe cơ giới, hệ thống pháo binh, radar và trạm điều khiển máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng triển khai các bãi mìn ven sông, gây ra trở ngại lớn với kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine. Nga tìm cách ngăn Ukraine xoay chuyển cục diện chiến sự bên sông Dnieper. Chuyên gia nhận định Nga đang tìm cách ngăn chặn Ukraine tạo ra thế đột phá trên khu vực sông Dnieper, diễn biến có thể mang lại bước ngoặt cho chiến dịch phản công của Kiev. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, Nga đang gia tăng cảnh giác với kịch bản Ukraine có thể vượt sông Dnieper thành công để di chuyển sang bờ trái do Moscow kiểm soát. ISVK nhận định nếu Ukraine có thể thực hiện việc này, đó sẽ là bước ngoặt lớn cho chiến dịch phản công của Ukraine
ở mặt trận miền Nam sau những diễn biến tương đối hạn chế ở giai đoạn đầu tiên. Theo các quan chức quốc phòng Anh, từ ngày 23 tháng 6, các lực lượng Ukraine đã bố trí lại lực lượng gần cầu Andriy, cái cầu bắc qua sông Dnipro ở Kherson. Trong khi đó, Nga dường như đã di dời một phần lượng binh sĩ từ khu vực này lên tăng cường cho Zaporizhia. Các chuyên gia cho biết trong nội bộ Nga dường như ngày càng có nhiều lời kêu gọi về việc Moscow cần phải tăng các xuồng ở khu vực sông Dnipro để ngăn đà tiến của Ukraine ở đây.